Trong gần 80 năm thực dân Pháp đô hộ, ở Việt Nam đã diễn ra hàng loạt những cuộc khởi nghĩa nông dân oanh liệt chống giặc ngoại xâm. Khởi nghĩa Yên Thế là một trong số đó. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài tới gần 30 năm dưới sự lãnh đạo tài tình và quả cảm của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, vị tướng quân, linh hồn của cuộc khởi nghĩa. Nhưng cuối cùng, cuộc khởi nghĩa đã đi vào thoái trào và người anh hùng bị giặc Pháp giết hại. Liệu cụ có thực sự bị bắt và phanh thây hay không? Chúng ta sẽ cùng vén màn sự thật trong video ngày hôm nay. Các công trình nghiên cứu sử và sách viết về Hoàng Hoa Thám cũng như cuộc khởi nghĩa Yên Thế do ông lãnh đạo từ trước đến nay có rất nhiều. Song vẫn còn những điều khác biệt, nhất là về lai lịch, xuất thân và cái chết của Hoàng Hoa Thám. Cho đến nay, về cái chết của Đề Thám tồn tại 4 giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất cho rằng Đề Thám bị hai tên tay sai của tướng thổ phỉ người Tàu là Lương Tam Kỳ đến trá hàng rồi giết. Sau đó, chúng cắt đầu ông đem nộp cho quân Pháp. Lại có giả thuyết cho rằng cái đầu bị đem bêu ở Nhã Nam, Cao Thượng, Bắc Giang không phải là của Đề Thám, mà là của một sư ông có ngoại hình khá giống với Hùng Sám Yên Thế. Còn Đề Thám thì đã bỏ trốn dưới một vỏ bọc khác, đến sống ở nhà một người quen và rồi chết vì già yếu ở đây. Một giả thuyết khác cũng nói người bị cắt đầu đem bêu là sư ông chùa Lèo, còn Đề Thám thì bị đánh thuốc mê và ngày sau thì chết và được đem chôn. Cái đầu của sư ông được đem bêu là nhằm cố tình để nhân dân thấy đó không phải là Đề Thám, không tin rằng Đề Thám đã chết để khỏi làm loạn. Vậy đâu mới là sự thật về cái chết của Hùng Thiêng Yên Thế? Hoàng Hoa Thám sinh năm 1836, mất ngày 10 tháng 2 năm 1913, còn gọi là Đề Dương, Đề Thám hay Hùng Sám Yên Thế. Trước khi cải từ họ Trương sang họ Hoàng, mang họ Đoàn, hầu hết các tài liệu viết về Đề Thám đều cho rằng ông gốc họ Trương, hồi bé là Trương Văn Nghĩa, sau đổi thành Trương Văn Thám, quê xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau di cư lên Sơn Tây rồi đến Yên Thế, Bắc Giang. Cha ông là Trương Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Nhà nghiên cứu Khổng Đức Kiêm, căn cứ gia phả họ Bùi, Thái Bình và họ Đoàn, Dị Chế cho biết, Trương Thận, cha của Đề Thám, chỉ là biệt danh của một thủ lĩnh nông dân để nổi lên chống lại nhà Nguyễn, tên chính là Đoàn Danh Lại, có hai con trai. Đoàn Văn Nghĩa, tức Trương Văn Nghĩa, tức Đề Thám, là con thứ hai, sinh được mấy tháng thì bố mẹ bị giết hại. Các truyền thuyết và ghi chép còn lưu truyền lại rằng, cả cha mẹ đẻ lẫn cha nuôi của Hoàng Hoa Thám, mặc dù nghèo khổ nhưng đều là những người trọng nghĩa khí và rất nồng nàn tinh thần yêu nước. Bởi vậy, không có gì lạ khi mới 15-16 tuổi, Hoàng Hoa Thám đã vứt bỏ roi trâu, cởi áo tơi, làm người lính trần đất, gia nhập phong trào chống Pháp. Ghi chép của trí sĩ Phan Bộ Châu về Hoàng Hoa Thám. Theo như ghi chép của Phan Bộ Châu, vị anh hùng nông dân Yên Thế đã rất nhanh chóng chứng minh được những tài năng hơn người và sự dũng cảm của mình. Khi gặp địch thì xông lên trước tiên, chém được nhiều địch. Chưa đầy nửa năm tham gia nghĩa quân, đã được thăng lên chức đầu mục. Một năm sau, được thăng lên chức bang tá. Những cấp bậc và chức danh trong hàng ngũ nghĩa quân khởi nghĩa chống Pháp, có thể tự chỉ huy một cánh quân, gặp giặc giao chiến một mình, có thể đảm đương một mặt phòng ngự. Khi Pháp chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh ở Hữu Lũng năm 1882 đến 1888. Cuối năm 1885, cùng Bá Phúc trở lại Yên Thế, đứng dưới cờ của Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm, và trở thành một tướng lĩnh có tài. Ngày 9 tháng 12 năm 1890, Đề Thám cầm quân đánh bại 4 đợt tiến công lớn của Pháp vào căn cứ Hố Chuối, Phồn Xương, Yên Thế. Tuy nhiên, trước kẻ địch có ưu thế hơn về binh lực, ngày 10 tháng 1 năm 1891, ông quyết định rút khỏi Hố Chuối để bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài. Bước sang năm 1892, Pháp sử dụng các thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ, tập trung lực lượng tiếp tục mở cuộc tiến công quy mô lớn vào Yên Thế. Do lực lượng quá chênh lệch và thiếu sự chỉ đạo thống nhất, ngày 31 tháng 3 năm 1892, nghĩa quân phải rút khỏi căn cứ, phân tán hoạt động ở nhiều nơi và đứng trước nguy cơ tan vỡ. Đặc biệt, khi thủ lĩnh Đề Nắm bị Đề Sặt sát hại, sau đó cùng Đề Tuân, Đề Kiều, Tổng Chế, Bá Phức, cha nuôi của Đề Thám lần lượt ra hàng Pháp.
Đề Thám là phó tướng trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế, tiếp tục hoạt động và trở thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào với biệt danh Hùng Sám Yên Thế, Hùng Thiêng Yên Thế. Với tài năng và uy tín của mình, Đề Thám nhanh chóng hợp nhất các lực lượng nghĩa quân, củng cố và mở rộng căn cứ Yên Thế, thu hút hào kiệt khắp nơi về hội tụ. Cao Điền từ Hà Tĩnh, Cai Thanh từ Thanh Hóa ra, cả Tuyến Thống Luận từ Tam Đảo về, Hai Nôm, Hai Giữa từ Phúc Yên sang. Trong hai năm 1893-1894, Pháp đã tập trung lực lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Đề Thám bằng chiến thuật đánh du kích tài tình đã tránh được mũi nhọn và gây cho Pháp những tổn thất nặng nề. Trước thanh thế và thực lực ngày càng lớn mạnh của nghĩa quân, cuối tháng 1 năm 1894, sau nhiều lần tiến công vào Yên Thế thất bại, Pháp buộc phải thương lượng. Tranh thủ thời gian, Đề Thám tích cực củng cố, xây dựng căn cứ, lập thêm nhiều công trình phòng thủ mới, trong đó đồn Hữu Huế được xây dựng vững chắc nhất. Sau khi ngừng thương lượng và dùng bá phức nhiều lần dụ hàng và ám hại Đề Thám không thành, ngày 19 tháng 5 năm 1894, Công sứ Bắc Ninh Middley cùng Tổng đốc Lê Hoan huy động lực lượng lớn có pháo binh yểm trợ, bí mật tiến công Hữu Huế nhằm bắt cho được Đề Thám. Tuy nhiên, Đề Thám đã tường kế tiểu kế, chờ địch vào thật gần, bất ngờ nổ súng, bắn bị thương Middley, buộc quân Pháp phải rút chạy. Tiếp đó, ngày 17 tháng 9 năm 1894, Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Bang Kinh và Đốc Khế phục kích đoàn tàu hỏa trên đoạn suối Gành, Bắc Lệ, bắt một số người Pháp, trong đó có sách này, chủ bút báo tương lai xứ Bắc Kỳ. Để chuộc lại những người Pháp bị bắt, ngày 25 tháng 10 năm 1894, Pháp đề nghị đình chiến, chấp nhận rút quân và giao cho Đề Thám cai quản 4 tổng, Mộc Sơn, Nhã Nam, Yên Lễ, Hữu Thượng. Đề Thám đồng ý giảng hòa để có điều kiện xây căn cứ, củng cố lực lượng. Đầu năm 1895, Pháp bội ước sử dụng một trung đoàn do đại tá Galini chỉ huy tiến công Yên Thế. Nghĩa quân chống cự quyết liệt nhưng không giữ nổi, buộc phải rút ra hoạt động ở các vùng xung quanh. Chiếm được Yên Thế, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tiểu khu Yên Thế trực thuộc Đạo Quang Binh 1, tập trung đàn áp phong trào khởi nghĩa và truy bắt Đề Thám. Tháng 4 năm 1896, Đề Thám đưa quân về Tam Đảo lập căn cứ mới, di chuyển hoạt động trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Sơn Tây, Thái Nguyên, Bắc Giang. Để tránh các cuộc đụng độ lớn với địch, Đề Thám chủ trương chia quân thành những toán nhỏ, phân tán hoạt động trong các làng mạc hoặc trong rừng, tiến hành các trận phục kích, đánh đồn, chặn đường giao thông tiếp tế, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại, khiến nhà cầm quyền Pháp phải thừa nhận toàn bộ vùng Nam Thái Nguyên, Bắc Bắc Ninh, Đắc Cầu, Bắc và Đông Phủ Lạng Thương đều quy thuộc Đề Thám. Trước sự truy lùng và vây quét giáo giết của Pháp, Đề Thám chủ động xin giảng hòa để bảo toàn lực lượng. Pháp cũng muốn ngừng chiến để có thời gian thực hiện kế hoạch khai thác thổ địa. Ngày 26 tháng 11 năm 1897, hai bên ký khế ước đình chiến với điều kiện nghĩa quân phải giao nộp vũ khí và bãi binh. Trong thời gian hòa hoãn kéo dài hơn 10 năm, năm 1897 đến 1909, tuy bề ngoài tỏ ra phục tùng, nhưng thực chất Đề Thám vẫn quyết tâm chiến đấu, tích cực chuẩn bị lực lượng và xây dựng Phồn Xương thành căn cứ kháng chiến. Nghĩa quân vừa sản xuất tự túc lương thực, vừa tăng cường sắm sửa vũ khí, huấn luyện quân sự. Ngoài ra, Đề Thám còn chú trọng mở rộng địa bàn hoạt động từ Trung Du đến Đồng Bằng, kể cả Hà Nội, bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong đó, năm 1906, các nhà yêu nước như Phan Bộ Châu và Phan Chu Trinh đã tới gặp Đề Thám, thống nhất kế hoạch phối hợp hành động và hỗ trợ giữa nghĩa quân Yên Thế và các nghĩa sĩ Trung Kỳ. Theo kế hoạch trên, Đề Thám cho xây dựng đồn Tú Nghệ ở căn cứ Phồn Xương để đón các nghĩa sĩ Trung Kỳ đến luyện tập quân sự. Đề Thám còn tổ chức Gia Đảng Nghĩa Hưng và Trung Châu Ứng Nghĩa Đạo làm nòng cốt, đặc biệt là chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 trong trại lính tại Hà Nội mà trước đây quen gọi là vụ Hà Thành đầu độc, làm chấn động khắp cả nước. Nhân vụ việc này, Pháp chấm dứt hỏa hoãn, tập trung lực lượng quyết dập tắt khởi nghĩa Yên Thế. Ngày 29 tháng 1 năm 1909, khoảng 15.000 quân Pháp và lính Khố Xanh các tỉnh Bắc Giang, Phúc Yên, Thái Nguyên do đại tá Ba Tây chỉ huy chia thành nhiều cánh bao vây tiến công khu căn cứ Yên Thế. Phối hợp với quân Pháp,
Tổng đốc Hải Dương Lê Hoàn được triều đình Huế phong làm khâm xa đại thần Bắc Kỳ, dẫn 4.000 quân lên Yên Thế đàn áp nhân dân, cô lập và truy bắt nghĩa quân. Đề Thám vừa tổ chức đánh trả, vừa rút lui khỏi Yên Thế, cùng các tướng cả Trọng, cả Dinh, cả Huỳnh chỉ huy nghĩa quân chiến đấu, sử dụng cách đánh nhỏ, phân tán và liên tục di chuyển trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, đánh bại nhiều đợt càn quét, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại. Trong đó, tiêu biểu là các trận đánh ở Đồn Hom, Yên Thế, núi Hàm Lợn, Tam Đảo. Ngày 5 tháng 10 năm 1909, phát hiện nghĩa quân tại căn cứ Núi Sáng, Vĩnh Phúc, quân Pháp do thiếu tá Bonifaci chỉ huy, có quân của Tổng đốc Lê Hoan cùng phối hợp bao vây tiến công nhằm tiêu diệt bằng được Đề Thám. Dựa vào công sự và sử dụng cách đánh vận động chiến, thôn trang chiến nổi tiếng, nghĩa quân chống trả quyết liệt, đẩy lui nhiều đợt tiến công, gây cho địch nhiều thiệt hại. Vào sáng ngày 6 tháng 10, bí mật thoát vây về Tam Đảo, Thái Nguyên, sau đó trở lại Yên Thế, tiếp tục hoạt động. Trải qua thời gian chiến đấu liên tục kéo dài, trước các cuộc vây quét gắt gao của Pháp, lực lượng nghĩa quân chịu nhiều tổn thất và ngày càng suy yếu. Đến cuối năm 1909, hầu hết các tướng lĩnh chủ chốt đều lần lượt hy sinh hoặc bị bắt như cả Trọng, cả Huỳnh, thậm chí có người còn đầu hàng như cả Dinh, Cai Sơn. Kể từ khi bà Ba Cẩn và con gái út của ông là Hoàng Thị Thế bị bắt, lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới đầu năm 1910 thì tan rã. Trong hoàn cảnh đó, Đề Thám cùng một số ít nghĩa quân phải sống ẩn náu trong núi rừng, khởi nghĩa Yên Thế chấm dứt vào năm 1913. Cái chết chỉ trời biết, đất biết và quạ biết. Có những giả thiết khác nhau về cái chết của Đề Thám. Trong những ngày cuối cùng, lực lượng ngày càng mỏng, Đề Thám chỉ còn vài thủ hạ bảo vệ bên cạnh và liên tục phải di chuyển. Khi ông tới vùng Hố Lẩy, Pháp cho 3 người đến trá hàng để tiếp cận và hạ sát ông cùng 2 thủ hạ vào sáng ngày 10 tháng 2 năm 1913, tức mùng 5 Tết. Sau đó, mang thủ cấp ông ra bêu phủ đường Yên Thế để thị uy dân chúng. Tuy nhiên, có ý kiến nghi ngờ về giả thiết này. Và theo người dân khu vực Núi Sáng, một thủ hạ của Đề Thám bị ép buộc do vợ con đã nằm trong tay giặc Pháp, đã xuống tay sát hại ông lúc hùng xám Yên Thế đang say thuốc phiện. Thầy giáo Trần Thanh Hùng, 50 tuổi, giáo viên trường tiểu học Cao Phong, Sông Lô, nói đã nghe những câu chuyện về cái chết của Đề Thám ở Núi Sáng từ lâu. Rất nhiều người trong vùng nói Đề Thám đã bị thủ hạ phản nghịch giết chết, thầy Hùng nói. Anh Vũ Xuân Hoàng, cán bộ công ty thủy nông Lập Thạch, nói từ bé, anh đã nghe ông nội, năm nay đã ngoài 90 tuổi, kể về chuyện Đề Thám trên Núi Sáng. Ông nội tôi kể rằng, khi ấy, tên thủ hạ của Đề Thám, vì vợ con bị Pháp bắt, bị đe dọa, đã tìm cách ra tay sát hại ông lấy đầu nộp cho Pháp. Nhiều người già ở Lãng Công, Đồng Quế còn kể rằng, trong cái hang mà thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế trú ngụ, chỉ có ông và 2 thủ hạ thân tín được ra vào, những người khác ở vòng ngoài bảo vệ. Chính vì thế, khi tên thủ hạ ra tay, không một ai hay biết. Dân gian truyền miệng nhau rằng, để thuận lợi, tên thủ hạ đã cố tình tìm thuốc viện để Đề Thám ngủ thật say, rồi ra tay giết hại ông. Tôi được kể rằng, sau khi phát hiện thủ lĩnh Đề Thám bị giết, nghĩa quân đã đổ đất đá lấp kín hang. Nhưng ngày xưa, thỉnh thoảng người ta vẫn tìm thấy nến bạc và tiền đông dương ở khu vực hang Đề Thám, anh Hoàng nói. Nhà cầm quyền Pháp chỉ bêu đầu có 2 ngày rồi vội cho tẩm dầu, đốt thành tro, đem đổ xuống ao và không cho công bố ảnh thủ cấp. Báo cáo của Ritchie, đồn trưởng đồn Chợ Gồ, gửi viên chỉ huy quân Pháp ở Phủ Lạng Thương đề ngày 10 tháng 2 năm 1913 về việc Đề Thám bị giết cho biết. Vào sáng ngày 10 tháng 2 năm 1913, ba tên thám báo người Hoa trong nhóm ra đầu hàng quân Pháp trước đây, trong đó có Lý Bắc, trước đây là tá điền của Đề Thám, đã giúp sức đắc lực trong việc giết Đề Thám trong lúc ông đang ngủ vào khoảng 5 giờ sáng. Hồ sơ số 36211, phòng phủ thống sứ Bắc Kỳ, trung tâm lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp. Báo cáo số 67 đề ngày 10 tháng 2 năm 1913 của viên phụ trách khu đại lý hành chính Pháp ở Nhã Nam gửi cho viên công sứ Pháp ở Bắc Giang cũng nói rằng vào lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 1913, những tên người Hoa ra đầu thú quân Pháp đã mang đầu của Đề Thám đến trình báo cho Ritchie. Báo cáo của viên đội người Pháp là De Mariel cho biết y đã đến tận nơi ẩn náu của Đề Thám khi ông mới bị giết theo sự dẫn đường của Lý Bắc để xác minh sự việc.
The Marial đã mô tả chi tiết như sau. Đề thám ở trong một cái hang khoảng trên 10m², đào sâu xuống đất thành một cái hầm khoảng 20m² để làm chỗ ngủ. Đề thám mặc bộ quần áo màu tràm giống như trang phục của người thổ. Thân thể ông không thể hiện những nét như của một người trên 50 tuổi mà còn rất săn chắc, không có nhiều nốt ruồi như những người thổ khác, chỉ có một vài vết mờ trên thân thể, cằm phải có một cái sẹo. Sự kiện quân Pháp giết hại đề thám đã gây chấn động dư luận thời gian đó. Trong suốt những ngày giữa tháng 2 năm 1913, giới lãnh đạo quân Pháp ở các nơi gửi báo cáo, gửi điện hoặc hỏi nhau về việc đề thám bị giết. Theo Lý Đào, một cận vệ cũ của đề thám và thường cắt tóc cho ông nên biết đầu ông có một đường gồ chạy từ trán lên đỉnh đầu. Trên khuôn mặt có bộ râu ba tròm, nhưng cái đầu cắm ở phủ đường không có đường gồ, cằm không có râu. Theo người dân làng Lèo, thủ cấp bị bêu là của sư ông trụ trì chùa Lèo, vì sư ông có dùng mạo khá giống với đề thám và không thấy xuất hiện từ hôm đó, có lẽ bị giết để thế chỗ. Cũng có ý kiến cho rằng đề thám sống ẩn dật những ngày cuối đời trong dân chúng và cuối cùng chết vì bệnh tật. Một số còn lại thì cho rằng ông mất vào trước thời điểm ngày 10 tháng 2 năm 1913, còn dân chúng lại cho rằng ông mất sau thời gian này. Hiện tại vẫn chưa xác định được phần mộ đề thám, việc này cũng có nhiều giả thuyết khác nhau và chưa có kết luận cuối cùng trong giới nghiên cứu. Dường như biết được cái chết của mình, cụ đề đã để lại lời sấm truyền cho hậu thế mà có lẽ đến nay còn ứng nghiệm. Ta chết chỉ có trời biết, đất biết và quạ biết. Có lẽ do có sự trùng hợp với lời sấm truyền này mà cho đến nay bí ẩn về ngôi mộ và cái chết của đề thám vẫn chưa thể có lý giải nào hợp lý. Khởi nghĩa Yên Thế, một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất và bền bỉ nhất của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta, kéo dài gần 30 năm, đến đây hoàn toàn chấm dứt. Nhưng tinh thần yêu nước của nghĩa quân cũng như của Hoàng Hoa Thám còn bất tử với thời gian, sống mãi trong lòng dân tộc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.